lại trò nước mắt cá sấu cho 64 liệt sĩ gạc ma. Cứ đến dịp kỷ niệm hải chiến gạc ma là truyền thông phương Tây, Việt Tân và giới dân chửi lại dở trò nước mắt cá sấu, cao mặt khóc lóc, giả vờ thương cảm, bất bình cho sự hy sinh của 64 liệt sĩ quân đội nhân dân Việt Nam trong trận hải chiến gạc ma năm 1988. Nhưng mục đích chính, bản chất của màn nước bắt cá sấu này là nhắm đến bôi nhọ chính quyền, công kích quan hệ Việt-Trung, ca ngợi và đòi tự do cho đồng bọn đang ở trong tù. Chẳng hạn, ngày 12-13 tháng 3, fanpage Việt Tân liên tiếp lên án việc bắt xử tù Nguyễn Thúy Hạnh chỉ vì Hạnh luôn tích cực tham gia biểu tình chống Trung Quốc và các buổi tưởng niệm gạc ma họ đăng lại một bài viết trên trang Anh Ba Sàm từ năm 2010 phản ánh về một bài báo trên VOV đăng ngày 9 tháng 5 năm 2010 lên án kẻ cưỡng chiếm gạc ma, giết hại 64 liệt sĩ nhưng không chỉ đích danh tên Trung Quốc nhằm kích động truyền thông nhà nước lấp liếm các liệt sĩ hy sinh không được minh bạch. Thực tế, hàng năm, hải quân hoặc chính quyền các cấp đều tổ chức tưởng niệm trang trọng các chiến sĩ hy sinh trong việc xâm lược cưỡng chiếm các đảo Trường Sa của Trung Quốc. Năm nay, đích thân Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự lễ tưởng niệm trang trọng này. Còn báo chí, truyền thông đều có hàng loạt bài báo nhắc lại sự kiện như ghi nhận sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam, lên án kẻ xâm lược và nhắc nhở những bài học lịch sử, cũng như quyết tâm đấu tranh đòi chủ quyền quốc gia. Việc truyền thông dân chửi khai thác được một bài báo hiếm hoi, tường thuật lễ tưởng niệm mà không nêu đích danh quân xâm lược trong hàng chục, hàng trăm bài báo đưa tin về sự kiện này, rồi công kích sự hy sinh xương máu, lãng phí, không được ghi nhận của 64 chiến sĩ hải quân trong trận gạc ma, thực sự là trò trẻ con, bới bèo ra bọ, hết cớ để chửi. Còn nhớ, các năm trước, họ cũng cắt khúc chỉ đạo không nổ súng trước thành lệnh cấm nổ súng vào quân đội Trung Quốc đã bị truyền thông và dân mạng vạch trần. Thậm chí, đích danh một chiến sĩ còn sống tham gia trận chiến đó là ông Lê Hữu Thảo, khi đó là trung sĩ, tiểu đội trưởng thuộc phòng tham mưu lữ đoàn 146 ở trên tàu, HQ 604 của lữ đoàn 125 khẳng định. Thực tế lúc đó, phương tiện thông tin liên lạc rất khó khăn. Chúng tôi làm nhiệm vụ cách tàu một khoảng xa nên không có mệnh lệnh nào là không được nổ súng cả. Ở đây, nếu có thì chỉ là không nổ súng trước bởi mình không bao giờ khiêu khích nhưng khi địch đã nổ súng vào đồng đội mình mà lại nói là không cho nổ súng thì không đúng không có bất cứ ông chỉ huy nào lại để lính mình làm bia cho quân địch bắn cả thì làn sóng xuyên tạc biện đặt này mới tạm lắng xuống cách thức truyền thông kiểu chửi lấy được này rất lố bịch lỗi thời chỉ có việt tân và giới dân chửi vẫn không có liêm sỉ khi vẫn cứ cô đâm ăn xôi kiểu này